Hãy cùng điểm qua những thông tin nổi bật tối nay. Đề xuất bỏ quy định mỗi cặp vợ chồng chỉ được sinh một hoặc hai con. Theo cổng thông tin giáo hội, Đại đức Thích Nhuận Đức bị thêm hình thức kỷ luật vì đã có lời lẽ khiếm nhã đến đồng bào Khmer. Đại đức Thích Nhuận Đức phải thành tâm sám hối với Trung ương Giáo hội và hệ phái Phật giáo Nam Tông Khmer, xin lỗi đồng bào và Phật tử Khmer. Bé trai 2 tuổi thủng ruột do nuốt phải chuỗi hạt nam châm. Kiểm tra nhóm dự trẻ tự phát có dấu hiệu bạo hành trẻ em. Xu hướng không uống hoặc sinh rất ít con đã xuất hiện ở một số đô thị nơi có điều kiện kinh tế phát triển, nhằm duy trì mức sinh thay thế trên phạm vi cả nước và điều tiết mức sinh hợp lý để bảo đảm quy mô dân số. Bộ Y tế đề xuất trao quyền tự quyết thời gian, khoảng cách sinh và số con cho các cặp vợ chồng, đảm bảo phù hợp điều kiện sức khỏe, thu nhập. Hà Nội, người dân góp tiền tỷ biến ao làng thành bể bơi giải nhiệt mùa hè. Lần đầu tiên Đà Nẵng có đường qua ven biển, du khách mê mải check-in. Bãi tắm ở Nha Trang được ví như Hawaii thu nhỏ, khách phát cuồng vì quá đẹp. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn, nhưng Nhà Hai Lúa luôn là sự lựa chọn hấp dẫn nhất. Hãy đăng ký kênh YouTube Nhà Hai Lúa ngay để trải nghiệm những khoảnh khắc đậm chất miền Tây.